lộc nước đẹp, chủ tịch Hồ Chí Minh xê cáng. Hân dân thương cáng, đảng viên bê con bán mứng kem lăng. Con sẽ là sầm khen, ta ăn tùng, còn đảng viên sau, cán bộ món lau. Sầm rơi hồng hân bảy ý nghĩa, rơi sâu sắc, đỡ dắt cán bộ đảng viên. Ngơi cây, ngơi ná, giọng ngơi cục. Dậu cần cái lời đã hãy thên, dậu lại tên, dậu lại về cục, nhất là đời về cục đền. Cán bộ đảng viên đã cúc hiệu quả sầm rơi hồng hân. Cái lời sẽ là ăn cạnh nong, hãy quân chúng ta tộc em. Trang trại tổng hợp hồng báo hoang đăng thao, dậu bán phong sơ phúc khánh. Dắt mô hình cục kên dọi hồng đảng viên nóm, ao mà đáy lai sen, mời lẻng lan tỏa bậc dậu bán mưng. Còn diện tích tôm ton bậc thong hecta, báo thao đá cúc mô hình bọc cơ kiên mạc, kết hợp có sưng tú cụ, cột tằm sưng pa. Lúc nấy, trang trại hồng báo thao, mời người xếp hạ tú vai sử, sau, ai bạc tú mâu, bạc cơ mắc bọc nắng heo. Về đáy tóc, kiến thức ta cho lớp tập huấn, phận tọc đáy kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật mọ, háo vết sưng tú cụ, phòng soi bình, bay tú cụ sưng sẽ bậc vải lai. Giặt bay, trừ lêu chi phí, làn báo sẽ ao mà đáy xen lầy bạc mần. Địa phương có địa hình chăn thả châu bò, thế là tôi quyết định hướng nuôi châu bò, tận dụng những cái nguồn thức ăn có tận sẵn trong tự nhiên. Tận dụng diện tích tôm ton lai, mẩy cháo hồng kên sắn sốc hần tòn, câu xe cột mô hình sưng vai sử, tá hoang sẽ ao ma đáy xếp thang hay lát câu, giặt bay sẽ ao ma đáy khất bạc mần, tá hiệu quả, ao thoi, câu xe đá bê cậu, tè nông rộng đầy bán, tọc kem, sau, liên kết cháo lát sưng tú cụ, tỏ sau, đều mẩy lao háo, lao óc hay măn ổn đênh. Các hộ chăn nuôi với nhau đều cũng phải liên kết để tạo ra cái đầu ra và đầu vào cho nó dễ dàng. Xe dậu sơ phú khánh, báo Phan Anh Tuấn, đáy lai hân nán lân, mấy chị xe dắt tăng viên cục cảnh, chấp hành đời, cháu chủ trương đường lối hồng đằng, chính sách pháp luật hồng lan nốm, mà đừng là hần, bay đâu đấy về cục kên. Còn mô hình sừng màu đông lai, sậu cậy đông, ao ma thong bạc mơn giật bay. Bản thân tôi là một đảng viên thì trước hết là tôi cũng phải là cố gắng để phấn đấu để làm sao bản thân câu sẽ là dắt đảng viên sư con là câu thức phấn đấu cuộc bần lây đều hái kinh tế hồng lan lão nghiền càng bay hớn lăng lao bay cao lần cháu tăng viên cực mấy sư cháu hơn sợ đầy bán sư tay ấm tọc sọc cục kem về bần cằn câu đã kén mô hình sừng màu đông đấy. Là mình đã chọn cái mô hình chăn nuôi lợn rừng này. Bình cháu phê cục cái lời, cụ thể, hợp con tình hình cái lời dậu từng sợ. Con phê không phát huy vai cho tiên phong, cục cảnh, hồng từng đồng chí đảng viên, đời vịch lãnh đạo, chỉ đạo, hần dậu cháu bán, tham gia cục kênh. Lần lộc nấy, bán mưng, tên hần sân cháy nơi hần, dậu khẩn vên yên lập, đá mới lại thay đuổi. Đảng ủy chính quyền thì cũng nắm được cái lợi thế của địa phương về tận dụng lợi thế hong sợ là mề lai tôm ton sơ sẽ đã tạo điều kiện cấp quyền sử dụng tôm hay cháu lan dân đặc biệt là con cháu đảng viên mấy bê cục kênh cay mà dậu sơ theo cục kênh món câu quan tâm khuyến khích phát triển đều đảng viên mấy bê cục tại chỗ đều phát triển kinh tế dậu đài lan. Tá hong sẽ đá mấy lai mô hình tiên tiến, nhất là cháu tăng viên nóm, còn cháu mô hình nâng là trang trại sân chú cụ, bọc đông, chăn nuôi, tổng hợp. Từ đó tá hong đời đẹp hung hân rộng khẩn sơ sẽ ngày càng đáy nâng hớn. Tá cháu mô hình điển hình sẽ hoi bậc ốc hay cháu lịch thao lịch bạo, dậu cháu lan, rộng khẩn sơ, mà tham quan, dậu to, cục kém. Cục lêu dự khó sẽ là chủ trương bậc không tăng sau làn nôm lau, đều cục tến, khoảng cách mà trình độ phát triển, cục kênh giữa cháu mét tôm, cháu sân cháy. Phát huy vai trò lãnh đạo, cháu tổ chức tăng, tăng viên, dậu khẩn ven đoan hung, nhất là cháu tăng viên hẳn sân cháy nay hân, đã cục thang tinh thần đoàn kết, cục cảnh phê đầu đấy về cục kênh. Dậu sơ yên kiện sẽ là sơ mẩy lai hơn sân cháy cao lan đẹp, còn khấn tham bạc làn, ai giặt xin thong bạc hẳn.
lại bê con nấy, sơ sẽ là giặt đây cháu sơ, mày lai lan hó, thang nhất vên đoan hùng. Đều cốc đáy mục tiêu, giảm hó, phát triển kinh tế xã hội rộng sơ. Tơ ngủy, sơ yên kiện, đã chỉ đạo cháu chi bộ, dậu cháu bán hất cao lan, đẹp, phát huy vai trò tiền phong, cục cảnh hôm cháu tăng viên, đời về cục cháu mô hình cục kênh. Chi bộ 8 là đã họp chi bộ và triển khai về chi bộ biệt tập trung đã chủ họp yếu chi vào bộ phát triển kinh tế triển khai của cục tập trung phát triển kinh bộ, tế hồng cháu lan đi, cụ thể là phát triển vích vọng đông đến đời cháu bụi tuyên họp vận động tuyên truyền lân cháu các đồng chí tăng viên nhất là cháu tăng viên nóm cục con đều hẩn sâu đây bán cục kem tá hồng đời đẹp hồng tăng viên đời chi bộ sau hẩn đây bán liền càng ép tống ấm no hạnh phúc. Còn tinh thần tăng viên bê con, cục cạnh đều hẳn đây bán cúc kem, nhận thức không cán bộ tăng viên, đám mê ăn chuyển biến tích cực, thay đổi lần nghĩ, lần cục, chuyển đổi cơ cấu cơ bọc, tú cốt sân, đều cục lêu dự khó. Tiêu biểu nâng làn báo Lý Quang Phương, giặt đời cháu tăng viên nóm cúc kên dọi, dậu bán pét sợ yên kiện. Báo luôn phát huy tinh thần tăng viên bê con bán mưng kem lăng. Luôn bây đâu đời cháu phong trào. Đời về cục kênh, báo luôn lo cháu lân cục kênh mọ. Áp dụng cháu ăn kỹ thuật mọ học với cục kênh, đều áo ma đáy hiệu quả thang. Còn với không, đều hẳn dâu đáy bán, thêm đáy hiệu quả, sau to kem, cục kem. Phát triển kinh tế đồi rừng là một thế mạnh của... Sư câu sẽ luôn trêu hó cục kênh, áp dụng học với cục kênh hong lan lào. Là bọc tròn làn câu lúc nấy mày xếp chết hết ta dắt bay sẽ ao ma đấy tá thong bạc há xếp lần tham bạc mơn tá hiệu quả cái lời hùng lan câu câu sẽ đá bay cao cho hết dậu đấy bán tỏ say bọc đông đều đẹp nên càng bay hớn tá vai cho tiên phong cục cạnh hùng cán bộ đảng viên con cháu viết cục cái lời đợi cháu hân dậu đấy bán thay đổi lần nghĩ lần cục bao dần áp dụng khoa học kỹ thuật học với cục kên đều áo ma đấy lai sen lần lộc nấy dậu khẩn bán tét nghiền càng mười lai cháu mô hình đời lần cục sáng tạo cháu hân cục cạnh bay đâu đời vịt tọc sau cục kem xâm bác gắn con với cục kên điển hình nâng là báo Lý Văn Trinh đá cục đáy mô hình bọc keo lai ai sẽ biết ta cũng được đảng viên với xã mình đấy đảng viên dạo sờ phổ biến kiến thức bốc đồng câu sệt đã áp dụng kiến thức tọc đáy háo bốc đồng phát triển kinh tế hong lan lào nhờ về bốc đồng mà làn câu sẽ nghìn càng đáy bay hớn nó phát triển kinh tế tốt hơn đảng viên ná cúc cạnh trở thành cháu ăn điển hình tiên tiến đời phát triển kinh tế dốc gần sơ yên kiện, đá cúc ọc lẻn lan tỏa manh lai, có phần tuyên truyền, vận động hần dân, tỏ say thi đua phát triển kinh tế. Thời gian tới thì đảng ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bà Lê Thị Khuyên, Phó Bí Thư Thương trực Đảng ủy, sơ yên kiện ven đoàn hung cáng. Đời cháu Bê Lân, Đảng ủy sơ sẽ tiếp tục tuyên truyền đều hỏi bậc cháu mô hình cục kênh, dậu khẩn sơ cáng trong, sau dậu bán biết cáng riêng, đều có phân nâng thang đời đẹp hồng hân dân, cục nơi tỷ lệ cháu lan hó hong sơ qua từng bầy. Tầng sau làn nôm lau, luôn tem về cục lêu dự khó sẽ là chủ trương bậc, thường xuyên sau lại bay. Sau xuyên suốt đời quá trình phát triển, hong kinh tế xã hội, cục làn nôm. Tiêu cục thành công chủ trương bậc hong, sự giác đời cháu giải pháp chăn sẽ là cục thận, ý chí, tự lực, tự cương, phát huy nội lực, bay hớn thoát hó, cục đời đẹp ép tống. Hong hân dân, sau chăn hong cháu tầng viên. Cháu tăng viên sẽ là ăn cạnh long tiêu biểu đời về cục kiến giỏi có phân cục cái bán mức nghìn càng đời văn minh.